Xin mời mọi người cùng tham quan một ngôi nhà rất là đẹp nằm tại Diên Phú, Diên Khánh của tỉnh Khánh Hòa. Có giá chỉ 1 tỷ 7 thôi cho một ngôi nhà một trệt một lầu, có sân đậu ô tô, có diện tích là 88m2 với chiều ngang là 5m và dài 18m hướng đông. Ngôi nhà bao gồm 3 phòng ngủ, 2 nhà vệ sinh, có sân đậu ô tô, các phòng khác đầy đủ công năng hết luôn. Đường hiện trạng 7m và sẽ được quy hoạch lên là 16m, cách trung tâm của thành phố Nha Trang tầm 5 đến 6 km nha quý anh chị. Xin mời quý anh chị cùng tham quan nha.